Vậy là sau vòng khởi động, những cái tên được bước tiếp vào sân chơi chính thức của giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất thế giới cũng đã được chọn ra. Đã có nhiều ẩn số bất ngờ từ các đội tuyển chiếu dưới, tuy nhiên kết quả vẫn trong tầm dự đoán của người hâm mộ. Và sau nhiều ngày chờ đợi, những trận đấu mở màn của vòng bảng chung kết thế giới đang đến rất gần. Hãy cùng Cà phê Liên minh điểm qua những trận tranh tài mở màn ngày đầu tiên của vòng bảng chung kết thế giới nhé. FunPlus DK, chung kết sớm cho người hâm mộ. Đây rồi, trận đấu mở màn vòng bảng của chung kết thế giới năm nay lại tiếp tục là cuộc tranh tài giữa người Hàn và người Trung. Cuộc đụng độ giữa Nuguri cùng những người đồng đội cũ hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng khi cả hai đội tuyển đều đang có phong độ cao và sẵn sàng phô trương sức mạnh trước đối thủ. Bên cạnh đó thì cả hai đội tuyển đứng hàng đầu tại LPL và LCK này đều có những chỉ số tốt kinh ngạc cùng một lối chơi có phần tương đồng nhau. Nếu Showmaker cùng những người bạn của mình có tỷ lệ thắng tại LCK mùa hè lên tới 70% với 35 trận thắng và 15 trận thua, thì tổ đội chúa hè của Donby và đồng đội cũng không hề kém cạnh, 35 trận thắng cùng 14 trận thua tại LPL mùa hè 2021, tỷ lệ thắng là 71%. Ngôi nổ của hai đội tuyển cũng đều nằm tại người chơi đứng giữa, Donby và Showmaker. Nếu Donby nổi tiếng với bể tướng siêu rộng và khả năng đánh những vị tướng dị như Kled, thì Showmaker cũng không hề kém cạnh với 15 con tướng được lựa chọn tại LCK mùa hè. Và đi cùng đó là tỷ lệ thắng vô cùng khủng khiếp khi anh được cầm những lựa chọn thuận tay. LeBlanc và Rai của Showmaker có tỷ lệ thắng chạm ngưỡng 90%. Một con số mơ ước dành cho bất kỳ người chơi đứng giữa nào. Bên cạnh đó, hai tay chơi đi rừng của cả DK và FunPlus Phoenix đều là những cái tên rắn mặt cho khu vực rừng của mình. Lối chơi hổ báo, máu lửa của cả Thian và Canyon chắc chắn sẽ là một trong số những vấn đề lớn mà cả hai đội tuyển cũng phải dè chừng nhau, khi cả hai đều là những con hổ săn mồi đích thực. Với chỉ số tham gia hạ gục của Thian là 64,9%, còn với Canon còn khủng khiếp hơn, 72,7%. Tuy nhiên, nếu đánh giá chung về đội hình thì DK có phần nhỉnh hơn khi đường dưới của họ đang có những chỉ số tốt hơn so với đối thủ. Cho dù thế thì cũng đừng bao giờ coi nhẹ những chú Phượng Hoàng. Trong một ngày đẹp trời, Nuguri hay cặp đôi Arabic và Chris cũng sẵn sàng gánh đội nếu được gọi tên. Dù vậy, với phong độ chưa thực sự ổn định của mình hiện tại, người Anh Khan hoàn toàn có thể dập tắt được Nuguri nếu Khan đánh vào tay. Trận tương hùng giữa hai nhà vô địch chung kết thế giới 2019 và 2020 sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời cho những fan hâm mộ trong tựa game Liên minh huyền thoại trên toàn thế giới. Và với phong độ hiện tại đang có phần tốt hơn, DK có cơ hội rất lớn để giành được chiến thắng trước hạt giống số 2 của LPL. Tuy nhiên, cũng đừng coi nhẹ FunPlus Phoenix vì họ từng vươn lên trên tất cả để giành chức vô địch cách đây 2 năm. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Đừng quên chuẩn bị bỏng ngô, nước ngọt để theo dõi nhé. Royal PSG, khi người Trung gặp thiên địch. Đã từ lâu, khu vực Đài Loan vẫn được coi là một thiên địch của người Trung Quốc khi họ thường xuyên hạ gục những đội tuyển đến từ LPL, và PSG năm nay cũng không ngoại lệ. Phong độ cực kỳ cao với chuỗi 11 trận thắng liên tục vô tiền khoáng hậu tại PCS, PSG Talon đang hừng hực khí thế để chứng minh sức mạnh của mình. Cùng sự trở lại của xạ thủ chủ lực Unify và chỉ số KD khủng khiếp với 10.7, người hâm mộ khu vực PCS đang hoàn toàn lạc quan trước kết quả có lợi dành cho đội tuyển. Bên cạnh đó thì người đi rừng River của PSG cũng đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn tốt tại máy chủ xếp hạng đơn châu Âu với 63,4% tỷ lệ thắng. Maple, lão làng đường giữa cũng đang có một phong độ tốt với những lựa chọn pháp sư đường giữa, đặc biệt là Zoe với 87,5% tỷ lệ thắng. Nhưng cũng đừng quên rằng ANG năm nay cũng có những tay chơi thi đấu cực kỳ ổn định và chắc chắn. Gala và Crane cùng sức trẻ của mình cũng đang có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại LPL, đặc biệt là anh chàng xạ thủ của ANG. Không ít lần xạ thủ sinh năm 2001 này một tay gồng gánh đội tuyển của mình đến với chiến thắng, và con số không nói sai, 26% tổng sát thương toàn đội cùng tỷ lệ thắng đạt mức trên 60% khi được cầm những vị tướng thuận tay như Varus hay Ezreal là một chỉ số rất ổn định khi nói về tuổi nghề của Gala. Cùng sự ra dơ của Xiaohu, ANG hoàn toàn có thể phá rớt cho khu vực LPL. Tự chung, PSG có thể có một mùa giải tốt hơn, chỉ số tốt hơn và nhiều cơ hội chiến thắng hơn, nhưng ANG hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn. Fnatic Hanwha Live kỳ vọng vào sức trẻ. Vượt qua tất cả những nghi ngờ trước đó, á quân của LEC mùa hè 2021 Fnatic đã chứng minh sự thay đổi của mình là hợp lý khi băng băng tiến tới trận chung kết và chỉ chịu thua trước Mad Lion trong một phong độ quá tốt của họ. Đem đến chung kết thế giới năm nay một đội hình có phần khác biệt khi Weibo đi rừng. Khi tài năng trẻ 19 tuổi Adam ở khu vực đứng trên, Fnatic có rất nhiều điều cần phải chứng minh cho người hâm mộ trước những cái tên lớn xuất hiện tại bảng C. Và Hanwha Live chính là thuốc thử liều cao đầu tiên cho họ. Đối đầu với Upset,
xạ thủ được coi là xịn nhất châu Âu hiện tại với KD là 9.1 tại LEC mùa hè 2021. Là một dép cực kỳ già dơ. Sẽ là một lợi thế lớn dành cho đại diện đến từ châu Âu khi cặp đôi Upset và Hilly Sang vừa được đánh khát máu đầu trận của mình sẽ có thể làm khó được dép khi dép không được tỏa sức tung hoành và thoải mái farm hơn. Bên cạnh đó, Adam với phong độ cao của mình cùng lối đánh tự thân vận động sẽ giúp cho Weibo thoải mái chăm sóc nửa dưới bản đồ tốt hơn, từ đó dễ dàng lăn được cột tiết. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, Hankola hiện đang sở hữu một đường giữa quá xuất sắc, Châu Vi chắc chắn sẽ là người trên cơ hơn so với Niskil ở khâu đi đường. Chưa kể là Hankola cũng đang có phong độ cực kỳ tốt sau khi nghiền nát Bayon Gaming với tỷ số 3-0 trong trận tranh vé cuối vào vòng bảng. Fnatic cần phải rất dè chừng vì nếu họ để yên cho Châu Vi được bung sức thì hoàn toàn họ sẽ là người ngậm trái đắng. Đội tuyển áo đen cam cần giữ cho mình một cái đầu lạnh và bình tĩnh triển khai chiến thuật nếu họ muốn chắt chiu điểm số trước Hankola. Genji Lining đụng độ Hàn Trung. Lại tiếp tục là một trận đấu giữa đại diện Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu Lining đang có phong độ rất cao khi Lai, Tạc Giang hay cả người chơi bất ổn nhất là Icon cũng đang đều thi đấu cực kỳ bay tại chung kết thế giới, thì Genji đang bị đặt nhiều dấu hỏi sau khi hụt hơi ở nửa sau LCK mùa hè năm nay. Vẫn phụ thuộc vào xạ thủ chủ lực RR khá nhiều để có được chiến thắng sẽ là khó khăn cho đội tuyển đến từ Hàn Quốc khi phía bên kia đang là Lai, cái tên sáng giá nhất của đội tuyển Lining cho vị trí gánh kèo mọi trận. Người hâm mộ hẳn là sẽ được chứng kiến khá nhiều những pha giao tranh nảy lửa diễn ra sớm tại khu vực nửa dưới bản đồ khi cả hai đội đều có xu hướng nuôi đường dưới khá nhiều. Cuộc đọ sức giữa BDD và Icon cũng vô cùng hấp dẫn khi Icon có vẻ đang lấy lại nhịp đấu của mình. Còn BDD thì chưa rõ đã hồi tình sau 3 ván thua đầy cay đắng trước T1 tại playoff của LCK hay chưa. Còn ở trong khu vực rừng, Tạc Giang cũng cần phải hết sức cẩn thận nếu không muốn sải chân trước Clip. Võ Libe trong tay Clip không phải là tay tầm thường khi sở hữu tỷ lệ thắng lên tới 71.4% và nếu để yên cho Clip tung hoành, rất có thể Lining sẽ đánh rơi chiến thắng trước Genji. Đây là một cuộc tranh đấu cân tài cân sức và dù lợi thế nghiêng về cho Lining, Genji hoàn toàn có thể chứng minh điều khác biệt khi kinh nghiệm vừa lẫn trên sức trẻ. T1 để Thunderson Focus Me, mãn phô trương cho T1. Đả bại Cloud9 hai lần, lên thẳng vòng bảng lần đầu cho khu vực LJL, có lẽ đã là một thành công rất lớn đối với DFM. Tuy nhiên, đối đầu với một Thiên đang rất sung sức, cũng như khát khao giành thêm chức vô địch, có lẽ chiến thắng là điều hơi xa xỉ dành cho DFM. Chủ tịch Faker cùng đàn em đang vô cùng có nhiều lửa và sẵn sàng lăn cột tuyết cực kỳ sớm, chứ không chờ đánh nhùng nhằng kéo dài về cuối ván đấu như ngày xưa. Chênh lệch 1.104 vàng tại phút 15, tỷ lệ thắng khi dẫn trước lên tới 70.7%. Thiên đang rất nóng lòng phô trương sức mạnh trước những đội tuyển được đánh giá yếu hơn, đặc biệt là DFM. Với hai người nổ chủ lực là Faker, Guman Yushi đều đang có phong độ tốt, việc Thiên chiến thắng là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, trong một ngày nếu như AV cầm được tướng thuận tay và được thả cờ bung lụa, kết quả có thể sẽ khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. T1 nên cẩn trọng, không nên đánh rơi điểm số quý báu nếu như không muốn phải chịu khó khăn về sau. Honor the Thief, EDG, cơ hội chứng tỏ của NA. Đại diện hạt giống số 1 của Bắc Mỹ, Honor the Thief có màn chào sân không thể khó khăn hơn khi phải đối đầu cùng với hạt giống số 1 của LPL, EDG. Phong độ hủy diệt của EDG có lẽ sẽ là chướng ngại vật cực kỳ lớn dành cho Honor the Thief nếu họ muốn giành chiến thắng trong ngày ra quân. Tỷ lệ thắng lên tới 60% gần như ở mọi con tướng, 30% tổng sát thương toàn đội, 23.9% vàng toàn đội. Màn trình diễn vô cùng xuất sắc cùng với những chỉ số cực kỳ khủng khiếp của thần tiễn Viper xuyên suốt giải mùa hè sẽ là điều mà đại diện Bắc Mỹ cần phải lưu tâm. Nếu không muốn phải nhận trận thua từ sớm, đại diện Bắc Mỹ nên để tâm tới nửa dưới bản đồ nhằm kiểm tỏa phần nào đó sức mạnh đến từ Viper. Tuy vậy, đừng coi thường Franre, người đồng đội cũ của Sọc cũng đang có phong độ cực kỳ cao với những mẫu tướng tự sinh tự diệt khu vực đường trên cực kỳ tốt. Tỷ lệ thắng luôn trên 70% với những con bài thuận tay như Rayton, Gwen, Jay chắc chắn sẽ làm khó xong đây rất nhiều. Với sức mạnh đồng đều ở cả năm vị trí cùng sự hòa hợp đáng kinh ngạc của sức trẻ cùng kinh nghiệm trong EDG,
sẽ không quá ngạc nhiên nếu EDG đánh bại đối thủ. Dù vậy thì EDG cũng nên cẩn thận, vì tay chơi đứng giữa của Andrew Thiep cũng có một mùa giải ra mắt màu áo mới khá thành công. Đặc biệt với những con bài pháp sư kiểm soát đường giữa, EDG nên lưu tâm nhiều hơn dành cho anh chàng Abidake này nếu không muốn anh ta xuất hiện khắp mọi nơi và kiểm soát sức mạnh của Viper. Astro Gaming có thể có lợi thế hơn về mặt đội hình, nhưng Andrew Thiep cũng hoàn toàn có cơ hội chứng tỏ sức mạnh của khu vực mình. Team Liquid Mad Lion, đại chiến châu Âu Bắc Mỹ. Trận chiến giữa những người phương Tây mở màn cho chung kết thế giới năm nay sẽ là cuộc đụng độ giữa Mad Lion và Team Liquid. Màn trình diễn của Mad Lion sau MSI 2021 thực sự là màn phô trương sức mạnh trước các đội tuyển khác tại LEC, khi họ dễ dàng băng băng tới chức vô địch lần thứ 2 của mình, cùng màn trình diễn vô cùng đồng đều ở cả 5 vị trí. Mặc dù Humanoid thể hiện khả năng sử dụng pháp sư kiểm soát thuần thục tại đường giữa, Eoya thường xuyên vượt vàng vào chỉ số lính của đối thủ, còn Amut thì sẵn sàng nện bất kỳ ai ngắn đường anh ta với con bài ngộ không. Thì thứ khiến Mad Lion đáng sợ nhất với mọi đội tuyển chính là khả năng giao tranh của họ. Sức mạnh từ những pha giao tranh tổng của Mad Lion lại không đến từ bất kỳ cá nhân nào kể trên, mà đến từ vị trí thầm lặng nhất, người bình thường nhất, Kaiser. Cầm đến những con bài mở giao tranh mạnh như Alistar, Rakan hay Leona, Kaiser sẽ làm cho đối phương luôn luôn phải nơm nớp lo sợ cảnh giao tranh rơi vào thế khó. Nhà vua vị trí hỗ trợ luôn luôn biết cách tìm ra những con đường mở giao tranh cực kỳ khó đoán và đầy bất ngờ, khiến cho đối phương chỉ biết ôm hận và chịu thất bại. Còn đối với Team Liquid, từ lâu thì khu vực Bắc Mỹ đã là trò đùa của fan hâm mộ châu Âu. Và đây chính là cơ hội không thể đẹp hơn để họ dẹp bỏ những nghi ngờ và tiếng cười đó. Tụ hợp 5 tuyển thủ hàng đầu khu vực, Team Liquid có những cá nhân sẵn sàng tỏa sáng và gánh đội như Jensen hay Anfari. Bên cạnh đó thì tài năng trẻ Tactical cũng đang dần dần đạt độ chín của mình, khi mà trình diễn và các chỉ số của cậu này đều đang rất tốt. 29% tổng sát thương cùng tỷ lệ thắng trên 70% khi cầm Varus hay Kalista là điều mà huấn luyện viên Mark của Mad Lion cần phải cẩn trọng trong quá trình cấm chọn. Đây sẽ là một trận đấu đáng xem với những người hâm mộ nền liên minh huyền thoại phương Tây nói riêng và cho toàn thể fan hâm mộ nói chung, vì đây cũng là hai đội tuyển được đánh giá rất cao khi so sánh với các đội tuyển đến từ phương Đông. Rogue và Cloud9, Âu Mỹ tranh tài tập 2. Khép lại ngày thi đấu đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa châu Âu và Bắc Mỹ tập 2 của Rogue và Cloud9. Nếu Cloud9 đã chuộc tội thành công sau khi có được chiến thắng 3-0 trước Peace Gaming và có mặt tại trận vòng bảng, thì Rogue đang đứng trước sức ép rất lớn của người hâm mộ khu vực. Từng là một đội tuyển được đánh giá rất cao tại vòng playoff của LEC, họ liên tục đánh mất chính mình, để thua đầy đau đớn và sau đó dừng chân ở vị trí thứ 3 của mùa giải. Thậm chí nhiều người cho rằng vị trí vào thẳng vòng bảng của Rogue là không xứng đáng, nhất là khi so sánh với phong độ của họ hiện tại. Với tất cả những nghi ngờ đó, Rogue cần phải chứng minh bản thân xứng đáng với chiến thắng trong trận đấu mở màn này. Sức mạnh của họ tập trung phần nhiều vào hai vị trí đi đường dưới và đường giữa, khi Larsen và Hasama đang là hai cái tên gánh đội chủ lực. Trimby cũng đang là một trong số những cái tên rất đáng lưu tâm, khi anh chàng tân binh trẻ tuổi này đang có khả năng đánh những vị tướng mở giao tranh cực kỳ hợp lý, cũng như giữ được cái đầu lạnh của mình để thi đấu. Rogue sẽ cần 200% sức mạnh của Hasama để có được chiến thắng dễ dàng, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu anh ta được chọn những vị tướng thuận tay như Varus hay Kalista. Bên cạnh đó thì Larsen cũng cần phải giữ được bình tĩnh và phong độ ổn định của mình nếu muốn tiến xa tại chung kết thế giới năm nay. Còn đối với Cloud9, sau màn phô trương thanh thế trước Peace, họ cần phải tỉnh táo và tránh ngủ quên trên chiến thắng. Đại diện tới từ Bắc Mỹ cần ngay lập tức phải ổn định lối đánh, cũng như đừng thi đấu quá chủ quan hoặc quá nhát để có cơ hội giành được điểm đầu tiên của mình. Đặc biệt tới vị trí của Perk, anh ta cần phải lấy lại phong độ và sự tự tin để có thể thi đấu đúng sức của mình. Nếu không, Cloud9 sẽ gặp khó trong ngày ra quân tại vòng bảng. Đây là một trận đấu của hai cái tên dưới sức, và kẻ nào chứng minh rằng mình đã trở lại sẽ là kẻ giành được chiến thắng. Và đó là nhận định của Cà Phê Lê Minh về tất cả các cặp trận sẽ diễn ra trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng chung kết thế giới 2021. Bạn có đồng ý với những nhận định này hay không? Hay bạn có những suy nghĩ khác? Hãy nhớ để lại cho chúng mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo của Cà Phê Lê Minh trong dịch chung kết thế giới lần này.